Em xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc. Em là Siên, địa chỉ ở thành phố Cần Thơ, quận Bình Thủy. Hôm nay chúc các bác một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình nha. Hôm nay em review một chiếc xe đạp nữ của em nè. Hiện tại em có ở nhà, hôm nay em rảnh, em dọn sáng giờ đóng dây chai của em xong rồi, nên em có một cái thời gian để em review một chiếc xe đạp nhôm Duga nữ của Pháp. Nó cho các bác tham khảo, để các bác nếu mà có mua sườn của em rồi ở về mà có thích theo cái kiểu này thì phối hợp theo ha. Nó em thì chơi theo kiểu bình dân, nó đồ Pháp có, đồ Sài Gòn xưa có nha các bác. Còn nhiều món thì mình không có nói hết là 100% là Pháp, nhưng mà nó chuẩn hơn. Có những món mà mình không cần thiết thì mình bớt đi để cho mình giảm được cái chi phí của chiếc xe của mình nha các bác. Nó em xin vô chi tiết cho các bác tham khảo luôn nè. Nó chiếc xe này là chiếc xe nhôm nữ hiệu nhôm Dura của Pháp, hiệu Mercedes nha các bác. Nó em vô chi tiết cho các bác tham khảo luôn. Nếu mà bác nào mà thấy cái xe này được, thấy ổn mà chi phí thấp, giảm được chi phí nào thì các bác làm theo hoặc chơi để hoài niệm thôi nha. Em thì không có khuyến khích các bác làm theo em, tại vì chính người Mỹ, các bác nào thích chiếc xe này á thì cũng alo em cũng bán luôn nha. Nó cái xe này á là em làm theo ý của em, nhưng mà thí dụ bác nào có cảm thấy thích thì em cũng bán luôn cho các bác, để cho các bác về tự chơi để hoài niệm thôi. Nó em vô chi tiết luôn cho các bác xem luôn. Đầu tiên vô á là em có một cái yên này. Cái yên này là một cái yên da nha các bác, yên da. Nó có chữ đây nè. Nhưng mà nó đã hao mòn theo thời gian nha các bác, có gạch. Nó có gạch tán rồi, tán lại hết nha các bác, tán rồi tán lại hết không có ghim. Nó mà cái yên già, còn một chiếc xe cổ. Dòng này thì nó có từ thập niên khoảng năm 1940 mấy 50 nha các bác. Năm 1900 khoảng 44 mấy đến 50 thì nó thường thường em có nghiên cứu thì nó tầm đó thôi, chứ còn sâu hơn nữa thì em không có gành. Còn có nói sai thì các bác nào nghe mà nói không đúng thì cũng thông cảm bỏ qua, tại vì nhìn kia tuổi của em còn nhỏ quá, mình nghiên cứu chưa tới thì mình nói, nhưng mà có sai có đúng thì các bác cũng ghi nhận giùm em cái. Nó vô chi tiết cái bộ đầu. Con này á thì nó xài là bộ đầu số 3. Số 3 đầu bằng, một cái bông tăng này là bông tăng dài nha các bác, bông tăng dài. Mũi tên, nó ốc ghim hết. Đó. Con này nó có một cái đèn. Cái đèn này là đèn Radios 16 nha các bác, Radios 16. Cái đèn này á thì nó bị bể cái mặt kính rồi. Đó. Mặt kính ghim nó bể rồi. Cái này mặt kính không có ấy nha, đó, mặt kính lồ. Thêm một cái đèn đây nữa là cũng một cái đèn của Pháp luôn nha các bác, nó của Pháp luôn. Nhưng mà cái đèn này nó nhỏ rồi, hay gắn mỏ dè để cho nó cưng cưng dễ thương vậy đó. Trên đầu nó này nó sở hữu một cái chuông cối. Cái chuông này á là ngày xưa Pháp nó sản xuất ra để dành cho những xe mà giống như là quan chức đi đó, nó ưu tiên nha. Nó dành cho những chiếc xe ưu tiên lúc mà nó bật còi này lên thì giống như là tránh đường ra cho cái người đó người ta đi đó. Ngay bây giờ mình ta còn dùng cái còi điện tử mình, là cái còi kêu của cảnh sát đó. Cái chuông này á nó kêu một cái là giống như là nó có một cái dây bắt vô cái bánh và đây một cái tay. Nó khi mà mình kéo cái tay này, đúng không, kéo cái tay này thì cái bánh nó quay thì nó kêu đó. Nó kêu kiểu như vậy, là cũng giống như là báo động là có việc gấp gì đó, nên cho tránh đường, dân mình tránh đường ra cho cái người đó đi. Và đó là xe này thì cũng có dành cho vị bậc quan chức hoặc là vị chủ gì không nha các bác, nhân thường mình ít có lắm. Cái con này á nó xài một cái đùm là đùm nhôm chín lỗ hiệu là lá liễu, lông lá liễu. Nó có một cái lá liễu nằm đây. Nó ngày xưa ông bà mình kêu bằng lông gà, lông ngỗng, lông vịt gì đó. Đó, nhưng mà nó là kêu bằng Meyer lá liễu nha các bác. Cái lá liễu của nó còn, chữ của nó còn rất là chi tiết nha các bác. Trong này nó sở hữu một cái cặp niền. Cặp niền này á, là cặp niền Agida nhôm. Nó còn chữ nè ha. Nó máy in vàng răng xe rồi đó. Nhưng mà theo như em nghĩ á, là cái niền này á, là ngày xưa sản xuất tại Sài Gòn nha các bác, không nhập Pháp nha. Đó, tại vì dòng xe này ngày xưa lúc đó là có linh kiện có thể có sản xuất ở tại Sài Gòn rồi đó, nên nhầm khi em nghĩ như vậy thôi. Còn nếu mà thực chất nó là đồ Pháp nhập thì nó cũng hay, nó tốt.
vô chi tiết cái sườn á, thì cái sườn này á là cái sườn rất co thường, nó qua bao nhiêu năm đời á, nó có thể hao mòn theo thời gian. Nhưng chỗ này nó chạy trụi tí xíu nè, nó chạy thôi nha các bác, chứ không phải là lủng đâu. Đó, có những vết hằn sâu trong thời gian như này rồi. Con này được có một cái là cái kiếm này vẫn còn cái kiếm riêng nha các bác, nhưng mà cái bát đèn thì vẫn bị cắt nha các bác. Nó giờ nhiều bác là thấy nó không thích, nó đẹp thì nên cắt bỏ. Em á, đúng cái con này á thì nó xài là chuồng chuồng beo, bốn chuồng beo. Nhưng mà để mình giảm chi phí được á thì bốn con chuồng beo nó rất là mắc. Mình sẽ gắn bốn con chuồng của Đức để nó giảm được chi phí xuống cho mình chút xíu. Ví dụ bốn con chuồng beo của Pháp nó tới 1.1-1.2 triệu, nhưng bốn cái con chuồng Đức này nó chỉ tầm khoảng 300-300 ngoài ngàn thôi. Đó. Còn cái cặp dè này á là cặp dè Layphone. Nhưng mà cặp dè Layphone này á là của Sài Gòn xưa sản xuất luôn nha các bác, không phải là nhập Pháp về luôn. Nó mình phải nói trước như vậy cho các bác hiểu. Nhưng nhầm khi nói Layphone này của Pháp không có. Có đến mắt in bằng xe đàng hoàng, nó chữ nghĩa rõ ràng. Nhưng mà này là ngày xưa của nhà máy ở Sài Gòn nó sản xuất lắp ráp cho chiếc xe nhôm này, chứ không đầu xưa ở Sài Gòn sản xuất, chứ không phải là đồ Pháp nhập. Cái nào Pháp nhập thì nó Pháp nhập, cái nào mà nó Sài Gòn sản xuất, Sài Gòn sản xuất. Còn cái tay bát đề đàn này nè là hàng con 100% là đồ mới nha. Đó. Còn cái tay thắng này á là cái tay Layphone, nó đúng cho đời xe này. Nhưng mà con cái là nó hơi cũ theo thời gian thôi, nhưng mà vẫn zin nha các bác. Đó, cặp tài đang nói chung là có cũ, có hàng rỉ, có những cái như là hàng sâu đó, những như mình sử dụng nhiều quá nó có những khi nó rộng ra hoặc là gì đó thì cái đó là mình phải chịu rồi. Cái đó là mình sử dụng cái gì của mình, nhưng mình sử dụng nó cũng rộng ra cho nha. Đó. Một cái sườn này nó rất là đẹp nha các bác, chưa gã, chưa giá, nó chưa đắp. Đó. Có bàn tay con người nhúng vô để cho tạo nên cái sự bóng bẩy của nó nha các bác, chứ không phải còn zin nha. Nó có như lớp xi của nó ngày xưa nó cũng đã cũ rồi đó, nhưng mà người ta đã dùng bàn tay con người mình để làm cho nó mới lại đó. Nó sở hữu là cái cặp bidan này á, là cặp bidan tăng. Đó. Cặp bidan tăng của Pháp, mà dòng bidan tăng này cực kỳ hiếm nha các bác. Đó. Này là của sắt. Bộ giò thì bộ giò ít trong lít nhôm. Còn cái chống này á, là cái chống chữ A. Hàng này là hàng sau này làm luôn nha các bác. Sài Gòn làm sau này mới luôn, chứ không phải là hàng xưa của Sài Gòn luôn nữa. Đó, cái chống này. Cái về sau. Cái về sau nó cũng hiệu Layphone luôn. Nó cũng vậy. Nhưng mà con cái là nó, em nói thật là nhầm khi em nói gì nó không phải là của Pháp. Nhưng mà thực chất thì nói nếu mà nó là của Pháp thì tốt. Cái đùm sau này nó cũng là cái đùm chính lỗ lá liễu luôn, ghim bốn chuồng chuồng sau cũng là chuồng chuồng của Đức. Nó còn cái ba ga này á là cái ba ga Sài Gòn xưa, nó đã vệ sinh đánh bóng đồ lại nha các bác. Nó hai cái hộp này là hai cái hộp mới hoàn toàn 100% do Sài Gòn sản xuất sau này. Nó còn cái đèn này á là cái đèn ghim của Pháp. Nó nhưng mà cái đèn này nó đèn zin của Pháp, nhưng mà cái đèn này nó nhỏ lắm, cái đèn hậu nó nhỏ xíu à. Nó chữ của nó nghĩa nó rất là rõ. Đó, em thì cái chiếc xe này em không xài cái đề, mà em xài một cái tăng đưa thôi, cái tăng đưa bình thường. Đó, chế thành cái tăng đưa bình thường mình xài để giảm xuống chi phí này. Nhiều khi bác nào mà mua cái xe này, thí dụ có mua xe này á mà cần cho cái đề ống rút của nó zin nguyên bản em cũng có luôn, nhưng mà thêm cái đề đó là 1.800.000 nha các bác. Đó, bidan tăng bên này cũng vậy. Cái chắn xích này là cái chắn xích giót của Pháp nha các bác. Đó. Đó. Cái bát ống bơm này nó bị mất rồi nha. Cái bát ống bơm nó bị mất. Nếu mà bác nào mà ấy cần thì em cũng làm lại cái bát mới cho các bác. Còn cái này là cái ngàm thắng lam, lam dura của Pháp luôn. Đó. Ngàm trước nó cũng vậy luôn. Còn cái bông tăng này là cái bông tăng dài, nó một tăng dài của Pháp zin trong nó. Bởi vì chiếc xe này em nói nhầm khi có Pháp có Việt Nam có, thì ngày xưa Pháp nó ở Việt Nam mình thì nó cũng phải có tí gì Việt Nam, nhầm khi con mà nó còn có lai Pháp chứ Việt Nam nữa là nó gì đồ. Còn bốn cục gom này là bốn cục gom nhôm luôn nghe bác, bốn cục gom nhôm của Nhật
của hãng Dia Combi. Bốn cục gom này cũng không có rẻ, nó không rẻ hơn bốn cục gom Pháp nhiều chân đó. Rồi các bác tham khảo về cái xe của em nó vui thôi, chứ nhầm khi mấy bác nói thằng này nó bán xe nhôm miếng đồ nó nói không muốn thấy xe gì chứ, nhưng mà em thì làm biến lấy ra lắm, tại vì em dựng rồi kêu nó kéo ra kéo vô cái em làm biến, em chỉ gỡ làm bán rồi đó. Nhầm khi nó có ngoài một bầy xe cái em kéo vô kéo ra cái nó chạy hết trơn, mà chạy thì em cũng không có chạy gì nhiều hết trơn á, thỉnh thoảng chiều chiều chạy được chút xíu, hồi sáng cũng rồi về thôi, không có chạy xa đó. Tổng thể chiếc xe của em là như vậy, các bác tham khảo. Nếu mà các bác nào có mua sườn của em rồi á thì mình có thể lắp theo cái ý này hoặc là cái ý khác, thì cái đó là mình mỗi người ý. Còn nếu mà bác nào mà mua chiếc xe này á thì em cũng bán, em xin giao lưu chiếc xe này á, hiện tại với cái giá là 18.500.000 đó, bao ship. Có cái bác nào mà nếu mà có thích á thì alo em vẫn bán nha. Còn nếu mà các bác nào mà thấy mà mua sườn em rồi á mà để gáp theo ý á, thì cũng được, rồi em có đồ thì em sẽ hỗ trợ thêm. Còn nếu mà bác nào muốn mua một cái sườn để về mà mình gáp theo ý của mình á thì em có hàng chục cái sườn giống như vậy nha các bác. Còn sườn nam á thì em hiện tại em chỉ có 2-3 cây thôi, nhưng mà nó cũng có thể là thiếu một cái này thiếu một cái kia nó, nên em không có bán nó, em để em làm đủ đồ vô cho nó đầy đủ rồi mấy bác về chứ việc mua về chơi. Còn bác nào muốn mua tự gì tao làm tao gắn vô thì em cũng bán luôn đó, nhưng mà em nói trước như vậy. Rồi em xin chào các bác, chúc các bác một buổi chiều chủ nhật thật là vui vẻ nha.